chào anh Minh Ngọc. Dạ. Dạ. À, giới thiệu với anh, đây là trong những thôi anh đừng giật quá anh Thịnh ơi, anh okay. Giật quá em giới thiệu không được, anh xin lại đây chút xíu được không? Okay. Bên đây đỏ hơn đấy. À, ghê. Thấy là thấy căng rồi đấy không? Chưa gì hết là thấy tiết mục kỳ phong địch thủ chắc có lẽ là rất là hấp dẫn lắm đây. Một bên rất đỏ, một bên đỏ hơn, đỏ chói. Mình đã biết rằng anh Minh Ngọc là một trong những nhà ảo thuật gia xiếc rất là nổi tiếng rồi. Còn bây giờ thì xin hỏi anh Đức Thịnh, anh đã học cái môn ảo thuật này lâu chưa? Mới hồi nãy. Cái gì? Học nào? Mới hồi nãy. Rồi rồi, ai dạy anh vậy? David Copperfield. Anh là đầu tư kỹ lưỡng gì vậy hả? Chỉ vì một cái phần kỳ phùng địch thủ này thôi mà anh có thể mời cả David Copperfield qua đây luôn hả? Đáng lý ra là David Copperfield đã có mặt ở đây rồi. À. Nhưng mà anh ta đang kẹt ở trong vạn lý trường thành á. Có nghĩa là đang kẹt chính giữa chưa ra được hả? Đúng rồi, hôm nay bị trục trặc, bị kẹt dính giữa luôn. Trời ơi, rồi anh có tiếp nước, tiếp đồ ăn gì vô cho ảnh không? Cũng chưa biết nữa, chắc vô cấp cứu rồi. Quá. Thôi được rồi, bây giờ chút xíu nữa anh sẽ biểu diễn như thế nào đây? Anh sẽ chui qua cái gì? Anh có chui qua gì không? Tôi chui qua cái gì thì chút nữa biết sao. À, bây giờ dạ? Tôi mời anh Ngọc biểu diễn trước. Đó, bây giờ là phần kỳ phong địch thủ giữa Minh Ngọc và Đức Thịnh. Xin lỗi, có điện thoại. Hello? How are you? Oh, okay. Hey, yes. Yes. Okay, okay. Thank you. Oh, no, no. I'm very busy. Oh, okay. Yeah. Oh, bye bye. Bye. Ủa, anh nói chuyện với ai vậy, anh Đức Thịnh? David Copperfield mời San Francisco biểu diễn. Wow. Nhưng mà trả cát xê hơi thấp. Wow. Có 120.000 đô thôi. Wow. Mà tôi lỡ nhận show ở sở thú rồi, cho nên là tôi phải biểu diễn sở thú thôi. Ồ. Oh. Rồi, bây giờ tôi đã nhìn thấy cái tài của anh rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Dạ. Yeah. Nhạc đi. Thưa quý vị, đây là một cái vợt. Mời anh kéo sự kéo dưới đáy nè. Đây. Quý vị thấy đây là cái vợt trống. Đây. Mời anh đóng sợi dây kéo lại. Đây. Còn đây là mẫu bài. Tôi mời anh Ngọc sao bài lên. Mời anh sao bài đi. Hãy chọn lá bài mình yêu thích nhất. Ra đưa cho khán giả xem. Vâng, nhét cái bài vào giữa. Anh bỏ một bài vào đây. Nhờ anh cầm cho tôi. Thưa quý vị khán giả, còn đây là một sợi dây. Hoàn toàn là một sợi dây. Tôi sẽ nhét sợi dây này vào cái này. Cái đầu
tôi kéo sợi dây này ra thì lá bài vừa rồi sẽ dính chặt vào sợi dây. Ok. Một con người bước vào cái thùng này, wow, tôi sẽ biến cô ta văng qua cái thùng này. Yeah. Mời trợ lý của tôi. Xin lỗi, biến ra cái thùng này có phải là thùng trống không? Oh, không có gì hết. Mời Ngọc kiểm tra thùng kia có phải thùng trống không? Mời em bước vô. Tôi mở ra một lần nữa vẫn còn nhé. Wow. Bác sĩ cho một tràng pháo tay.